Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bốn nhỏ mộng thoát đường hiểm. Năm Hòa Thượng 12 tuổi, vào ngày 19 tháng 2 âm lịch, nhằm ngày đảng sanh Bồ Tát Quán Thế Âm. Đêm đó, Ngài mơ thấy mình đi đến một con đường hầm, bốn bề mờ mịt. Ngài trực nhớ tới ý nguyện xuất gia tu hành của mình chưa được mãn nguyện. Còn việc hiếu kính cha mẹ cũng chưa tròn, Ngài mũi lòng khóc lớn. Đột nhiên có một bà lão hiền từ, mang sâu chuỗi, mặc áo giá, cầm gậy trúc, chân mang giày rơm hiện ra trước mặt. Bà lão mỉm cười với hòa thượng nói: "Đừng khóc nữa, hãy đi theo ta, ta sẽ dẫn con về nhà. Nhớ đi cẩn thận, coi chừng bị dấp té đấy." Thế là hòa thượng đi theo bà lão, chẳng mấy chốc ra khỏi con đường hầm nguy hiểm. Khi quay đầu nhìn lại con đường hiểm nguy đó, hòa thượng phát hiện có rất nhiều người đang đi theo sau, gồm cả già, trẻ, nam, nữ, tăng sĩ hay nho nhã đều có hết. Hòa thượng bèn hỏi bà lão: "Các người này đi đâu vậy?" Bà lão nói: "Các người đó có duyên với con, họ đi theo con để thoát ra khỏi con đường nguy hiểm đó. Con phải cố gắng bảo hộ họ cho đàng hoàng, ta có chuyện phải đi chỗ khác. Không lâu sau chúng ta sẽ gặp lại." Trong mộng, hòa thượng đảnh lễ và thỉnh hỏi danh tánh của bà lão. Bà lão nói: "Chúng ta nhiều đời đều là bạn bè đồng hương với nhau, về tới nhà rồi con sẽ biết." Nói xong, bà lão nhẹ nhàng lướt đi mất. Mộng này có thể là điềm báo trước, hòa thượng sau này sẽ phổ độ chúng sanh. Hòa thượng kể: "Lúc tôi còn nhỏ, có lần mộng thấy mình đi vào một con đường giống như là cái nia có nhiều lỗ hổng. Không biết những lỗ hổng đó sâu bao nhiêu nữa. Con đường đó cũng giống như màn lưới vậy. Nếu đi trên lưới ấy không cẩn thận sẽ bị rơi xuống những lỗ hổng ngay. Tôi đi trên con đường đó cho đến chỗ không còn hầm hố, không còn lỗ hổng nữa, là tới con đường lớn thênh thang bằng phẳng. Tôi bèn quay đầu nhìn về phía sau, thì thấy không biết là bao nhiêu người đang đi theo tôi. Già, trẻ, loại người nào, người nước nào cũng đều có hết. Không biết đó phải chăng là con đường tôi hiện đang dấn thân hay không nữa." Ha ha ha, 问什么的说